giai đoạn thành tựu. Bản tánh của tâm thức. 38. Bất cứ cái gì xuất hiện đều là vọng tưởng và không có hiện hữu thật sự. Sanh tử và niết bàn chỉ là những tư tưởng và không gì khác hơn. Nếu con có thể giải thoát những tư tưởng ngay khi chúng vừa khởi lên, điều ấy bao gồm mọi giai đoạn của con đường. Áp dụng yếu chỉ cho việc giải thoát những tư tưởng, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Bây giờ chúng ta đi đến những lời dạy về một trong những thực hành thuộc về đại toàn thiện, sự thực hành của giai đoạn thành tựu, siêu việt khỏi mọi thứ ý niệm hóa bất kỳ nào. Kinh Samadhisara nói, chúng ta cần phải hiểu rằng trong thật địa vô sanh không có cái gì trong mọi thứ chúng ta tri giác như thân thể chúng ta, nhà cửa, xe cộ, vân vân, không có một hiện hữu thật sự nào. Nếu các bạn khảo sát kỹ càng bất kỳ sự vật gì, các bạn sẽ không thể tìm ra một điểm nào nơi ấy nó được sanh ra, có một điểm nào nơi ấy nó tiếp tục hiện hữu, hay có một điểm nào nơi ấy nó ngừng hiện hữu. Đấy chỉ vì sự kiện liên kết thoáng chốc của một chuỗi những nhân và những duyên mà một hiện tượng riêng biệt khởi ra, giống như sự kết hợp của những tia sáng mặt trời và một cơn mưa rào mùa hè tạo thành một móng cầu vồng. Nếu các bạn có thể khai triển sự xác tín toàn triệt rằng toàn bộ trò phô diễn không ngừng của những hình tướng huyển hóa là trống không trong bản chất, điều này tự nó là giai đoạn thành tựu tối hậu. Chúng ta, những chúng sanh bình thường, đã bị thuyết phục rằng tất cả hiện tượng của cả sanh tử lẫn niết bàn trước tiên có sanh ra rồi hiện hữu theo cách nào đó một thời gian và cuối cùng thôi hiện hữu. Nhưng nếu chúng ta theo đuổi một nghiệm xét triệt để những sự vật, dùng lý luận của trung đạo, chúng ta không tìm thấy một phần tử nhỏ nhất nào của hiện hữu trong những hiện tượng ấy. Một khi chúng ta hiểu ra điều đó, thật dễ dàng buông bỏ sanh tử và thoát khỏi sự hấp dẫn của niết bàn. Vì cả hai không gì khác hơn là những phóng tưởng của tâm thức nhị nguyên. Thấy bằng con mắt của một vị Phật thì ngay cả sự tích tập công đức và thực hành sáu ba la mật đều không có bất kỳ thực thể nội tại nào. Chúng vô tự tánh. Dầu chúng ta có thích tin bao nhiêu rằng những sự vật là thường hằng, chúng cũng không phải là như vậy. Niềm vui hôm qua chuyển thành nỗi buồn hôm nay, nước mắt hôm nay trở thành nụ cười ngày mai, vì những nhân và duyên khác nhau của chúng tác động, những thức tình, hành động tốt và xấu, sướng và khổ, tất cả có vẻ như thành hình. Tuy nhiên, một người giác ngộ khi nhìn vào thế giới của ảo tưởng, nó có vẻ rất thật với chúng ta. Người ấy thấy nó không có bản chất nào hơn một ảo ảnh hay một vương quốc chinh phục được trong giấc mộng đêm qua. Chính vì chúng ta tin quá mạnh mẽ vào sự hiện hữu có thực và hiển nhiên của thế giới vật chất, mà chúng ta cảm thấy sự hấp dẫn và ghét bỏ với những sự vật. Không có sự mê tín này, tâm thức chúng ta sẽ không lệ thuộc vào mọi thứ vọng tưởng ấy và cũng không có cái gì là sanh tử nào cả. Tâm thức bình thường thì thất thường như một con khỉ không chịu yên. Phút chốc vui vẻ khi chúng ta vừa cho nó một miếng đồ ăn và thình lình nổi điên ngay khi chúng ta giơ cây gậy về phía nó. Mỗi khoảnh khắc, tâm thức chuyển vào một cái gì mới. Một giây phút, chúng ta có thể nghĩ về guru và sự sùng mộ lớn lao. Giây phút sau, chúng ta khao khát một đối tượng gì ham thích. Những liên tục của tư tưởng và trạng thái tâm thức này thường hằng thay đổi, như những hình thể của những đám mây trong gió. Nhưng chúng ta lại gán cho chúng một sự quan trọng lớn lao. Một người già xem những đứa trẻ đang chơi, biết rất rõ rằng cái gì đang diễn tiến thì không quan trọng chút nào và không cảm thấy phấn chấn hay đảo lộn
với những gì xảy ra trong trò chơi của chúng. Tuy nhiên, những đứa trẻ thì cho đó là rất nghiêm trọng. Giống như chúng, khi nào chúng ta trải nghiệm khổ đau, thay vì thấy nó như là kết quả như mộng của những hành động xấu trong quá khứ của chúng ta, và biến nó thành một dịp may để đảm nhận sự khổ đau của những người khác trên chính chúng ta, chúng ta lại cảm thấy đảo lộn và chán chường. Chúng ta tự nhủ rằng, là một người đã từng thực hành nhiều như thế, chúng ta thật sự không đáng bị những khốn khổ như vậy. Và chúng ta bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những ân sủng của Thầy chúng ta và Tam Bảo. Một thái độ như vậy chỉ làm tăng thêm những khó khăn cho chúng ta. Tâm thức là cái tạo ra cả sanh tử lẫn niết bàn. Tuy nhiên, không có gì cả trong ấy. Nó chỉ là những tư tưởng. Một khi các bạn nhận ra những tư tưởng là trống không, tâm thức sẽ không có quyền lực làm huyễn hoặc các bạn được nữa. Nhưng chừng nào các bạn còn cho những dòng tư tưởng hư vọng ấy là thật, chúng còn tiếp tục hành hạ các bạn một cách không thương xót, như chúng đã từng làm suốt vô số đời quá khứ. Để chiếm hữu được sự kiểm soát trên tâm thức, các bạn cần biết điều cần làm và điều cần tránh. Và các bạn cũng cần rất cảnh giác và thận trọng, thường trực xem xét những tư tưởng, lời nói và hành động của các bạn. Tâm thức ở trọ trong thân thể như một người du khách trong một căn nhà. Bất cứ điều gì thân thể gặp gỡ chính là tâm thức thấy, nghe, ngửi, nếm hay cảm giác nó. Một khi tâm thức ra đi, thân thể chỉ là một cái xác. Nó chẳng để ý cái trước mặt là đẹp hay xấu. Nó chẳng để ý nó được tán dương hay sỉ nhục. Nó không cảm thấy thích thú nào khi được bọc trong quần áo thêu thùa, không đớn đau khi bị đốt cháy. Tự nó, thân thể là một vật không khác gì với một cục đất hay đá. Và khi thân thể và tâm thức lìa nhau, lời nói là một thứ gì giữa hai cái đó cũng biến mất, như một tiếng vang tan biến. Đối với thân, ngữ và tâm thức, tâm thức mới là cái đáng kể, và chính cho tâm thức mà pháp phải được áp dụng. Khi các bạn nhận biết bản chất trống không của tâm thức, bám chấp rơi rụng và các bạn không còn bị những tư tưởng hư vọng của các bạn cho vào trong. Khi một Bồ Tát giúp đỡ những người khác, Ngài không có ý niệm nào nhận trở lại một cái gì hay được ca ngợi vì sự rộng lượng của Ngài. Ngài không có một bám chấp nào vào đức hạnh của Ngài. Đây là Quán Thế Âm tuyệt đối, tự thân lòng bi và tánh không. 39. Từ tâm của con, tỏ biết và trống không, không tách lìa, là pháp thân. Hãy để mọi sự như nó là trong tánh giản dị nền tảng, và sáng tỏ sẽ tự khởi hiện. Chỉ có không làm gì cả, con sẽ làm tất cả những việc cần làm, để cho mọi sự trong tánh giác trống không trần trụi. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Sẽ không hay khi tìm kiếm đâu đó bên ngoài các bạn bản tánh tối hậu của tâm. Nó ở bên trong. Khi chúng ta nói đến tâm, điều quan trọng là biết chúng ta đang nói về cái tâm bình thường, nghĩa là vô số chuỗi tư tưởng tạo ra và duy trì trạng thái mê lầm của chúng ta. Hay như ở đây, về bản tánh của tâm ở tận nguồn của mọi tư tưởng ấy, trạng thái trong sáng, trống không của tánh giác hoàn toàn thoát khỏi mọi mê lầm. Để minh họa sự phân biệt này, Đức Phật dạy rằng có hai cách để thiền định, giống như con chó và giống như con sư tử. Nếu các bạn luyện một cây gậy và một con chó, nó sẽ đuổi theo cây gậy. Nhưng nếu các bạn luyện một cây gậy và một con sư tử sẽ đuổi theo các bạn. Các bạn có thể luyện nhiều cây gậy như mình muốn vào một con chó, nhưng chỉ với một cây gậy vào con sư tử. Khi các bạn hoàn toàn bị quấy rối bởi những tư tưởng, lần lượt chạy theo mỗi tư tưởng với cái đối trị của nó là một công việc không cùng.
đấy cũng giống như con chó. Tốt hơn là giống như con sư tử, nhìn vào nguồn gốc của những tư tưởng này. Tánh giác trống không, trên bề mặt của nó, những tư tưởng chuyển động như những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nhưng chiều sâu của nó là trạng thái bất biến của sự đơn giản tối hậu. Ở yên trong sự tương tục không lay chuyển của trạng thái này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. 4. Yoga. Con đường Phật giáo có thể được diễn tả bao quát theo hai hệ thống, nhân thừa và quả thừa. Nhân thừa bao gồm cả tiểu thừa và đại thừa tổng quát, nói đến 5 con đường. Còn quả thừa, tức là mật thừa, nói đến 4 yoga. Nhất niệm, đơn giản, một chỉ và không thiền định. Giáo lý 4 yoga nhắm vào sự hợp nhất của giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Nhất niệm 40. Hãy để tĩnh lặng các đức đà của những tư tưởng chuyển động. Trong chuyển động thấy thật tánh của tĩnh lặng. Nơi tĩnh lặng và chuyển động là một. Hãy hộ trì tâm tự nhiên. Trong kinh nghiệm của nhất niệm, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tâm thức nói chung có hai phương diện, tĩnh lặng và chuyển động. Đôi khi tâm thức thì yên tĩnh và thoát khỏi những tư tưởng, giống như một cái ao yên bình, đây là tĩnh lặng. Thỉnh thoảng những tư tưởng phải khởi lên trong đó, đây là chuyển động. Thực ra, dù trong một ý nghĩa, có một chuyển động của những tư tưởng ở trong sự tĩnh lặng, nhưng thật sự không có sự khác biệt giữa hai trạng thái này. Bản tánh của tĩnh lặng nguyên là tánh không, bản tánh của chuyển động cũng nguyên là tánh không. Tĩnh lặng và chuyển động chỉ là hai tên gọi của chỉ một tâm. Phần lớn thời gian chúng ta không tỉnh giác về trạng thái của tâm thức của mình và không chú ý tâm thức là tĩnh lặng hay chuyển động. Trong khi các bạn đang thiền định, một tư tưởng có thể khởi lên trong tâm các bạn. Chẳng hạn, ý nghĩ đi siêu thị mua đồ. Nếu các bạn tỉnh giác với tư tưởng và ngay đó để nó tự tan biến, bây giờ đó chính là sự chấm dứt của nó. Nhưng nếu các bạn vẫn không tỉnh giác với cái đang xảy ra và để tư tưởng ấy lớn lên và phát triển, nó sẽ dẫn đến một tư tưởng thứ hai làm bạn lìa khỏi sự thực hành của các bạn. Và rất nhanh, các bạn sẽ thấy mình thật sự đứng dậy và đi ra đến chợ. Rồi nhiều tư tưởng và ý niệm nữa sẽ khởi lên. Làm sao mua cái này, bán cái nọ, vân vân. Đến điểm này, các bạn đã rất xa khỏi sự trì tụng mani. Thật hoàn toàn tự nhiên khi những tư tưởng cứ khởi. Vấn đề không phải là cố gắng dừng chúng lại, không thể nào làm thế, mà là giải thoát chúng. Điều này được làm bằng cách an trụ trong một trạng thái của sự đơn giản. Nó để cho những tư tưởng khởi lên và lại biến mất mà không sâu thêm vào chuỗi những tư tưởng nào khác. Khi các bạn không kéo dài nữa chuyển động của những tư tưởng, chúng tự tan mất, không để lại dấu vết. Khi các bạn không làm hư hỏng trạng thái của tĩnh lặng bằng những tạo tác của trí óc, các bạn có thể duy trì sự thanh tĩnh tự nhiên của tâm thức, không phải có cố gắng nào. Đôi khi, hãy để cho những tư tưởng của các bạn trôi chảy và trông chừng bản tánh bất biến ở dưới chúng. Đôi khi, thình lình cắt đứt dòng tư tưởng, hãy nhìn vào tánh giác trần truồng. Vô số tư tưởng và ký ức bị kích thích bởi những khuynh hướng chúng ta đã quen thuộc, khởi lên trong tâm thức. Cái này nối tiếp sau cái kia, mỗi tư tưởng có vẻ biến mất vào quá khứ, chỉ để được thay thế bằng cái tiếp theo. Đến lượt cái này trở thành hiện tại thoáng qua cho tâm thức trước khi chính nó nhường chỗ cho những tư tưởng tương lai. Mỗi tư tưởng có khuynh hướng bị lây nhiễm bởi cái đà chuyển động của một tư tưởng trước nó. Đến độ ảnh hưởng của một chuỗi tư tưởng lớn lên theo thời gian,
Điều này được gọi là sợi dây xích của mê lầm. Như cái chúng ta gọi là một tràng hạt, thật ra là một chuỗi của những hạt đơn lẻ. Cũng thế, cái chúng ta thường gọi là tâm chỉ là một tiếp nối của những tư tưởng nhất thời. Một chuỗi tư tưởng tạo thành dòng của tâm thức, và dòng tâm thức dẫn đến đại dương của hiện hữu. Sự tin tưởng của chúng ta rằng tâm thức là một thực thể là một kết luận được đặt nền trên một thẩm xét không đầy đủ. Chúng ta tin một dòng sông chúng ta thấy hôm nay vẫn cũng là một dòng sông chúng ta thấy hôm qua. Nhưng trong thực tế, một con sông không bao giờ ở nguyên dạng dù chỉ một giây. Nước làm nên con sông hôm qua chắc hẳn đã là một phần của đại dương bây giờ. Điều tương tự cũng đúng với vô số tư tưởng chạy qua tâm chúng ta từ sáng đến chiều. Dòng tâm thức của chúng ta chỉ là một tiếp nối những tư tưởng trong khoảng khắc. Không có cái thực thể riêng biệt nào mà các bạn có thể chỉ ra như là một cái tâm. Bây giờ, nếu chúng ta nghiệm xét thẩm tra tiến trình tư tưởng theo lý luận của Trung Đạo, sẽ trở nên rõ ràng rằng những tư tưởng quá khứ thì đã chết, như một cái xác, những tư tưởng tương lai thì chưa sanh. Ngay những tư tưởng hiện tại, chúng cũng không thể nói được là có những đặc tính nào như nơi chốn, màu sắc hay hình dạng. Chúng không để lại dấu vết. Và thực vậy, chúng không được tìm thấy ở đâu cả. Thực ra, không thể có một điểm tiếp xúc giữa những tư tưởng quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như có một tương tục thật sự giữa chúng, chẳng hạn như giữa một tư tưởng quá khứ và một tư tưởng hiện tại. Điều này tất yếu có nghĩa là hoặc tư tưởng quá khứ là hiện tại hay tư tưởng hiện tại là quá khứ. Nếu quá khứ có thể thực sự trải dài đến hiện tại theo cách này, thì theo như vậy, tương lai cũng đã phải có mặt trong hiện tại. Thế nhưng, không biết về bản chất thực sự của những tư tưởng, chúng ta duy trì thói quen nhìn chúng như là kết nối tương tục với nhau. Cái này sao cái kia? Đây là gốc rễ của mê lầm vọng tưởng, và là cái khiến chúng ta càng ngày càng bị thống trị bởi những tư tưởng và xúc cảm của chúng ta, cho đến khi sự lầm lạc điên đảo hoàn toàn ngự trị. Điều quan trọng cốt tử là tỉnh giác với sự sanh khởi của những tư tưởng và làm lặng những con sóng tư tưởng tấn công các bạn. Giận dữ chẳng hạn là một khuynh hướng tàn phá cực kỳ, làm hư hỏng tất cả những phẩm tính tốt đẹp các bạn có thể có. Không có ai vui thích sống cùng với một người sân hận. Không có cái gì rất đáng sợ một cách nội tại nơi sự xuất hiện của những con rắn. Nhưng bởi vì thường thường chúng rất dễ tấn công, nên chỉ thấy chúng là đã gây ra sự sợ hãi hết hồn. Trong một người hay một con rắn, một ưu thế của giận dữ như vậy thì không gì khác hơn là kết quả của một sự tích tập không hề kiểm soát của những tư tưởng tiêu cực. Nếu ngay khoảng khắc một tư tưởng giận dữ khởi lên, các bạn nhận biết nó là thế nào và hiểu nó tiêu cực ra sao, sự giận dữ của các bạn sẽ tự lặng xuống, và các bạn sẽ luôn luôn có thể khả ái với bất kỳ ai. Ngược lại, nếu các bạn để cho tư tưởng giận dữ đầu tiên làm sanh khởi tư tưởng thứ hai, rất nhanh chóng, cơn giận của các bạn sẽ hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát, và các bạn sẽ sẵn sàng liều cả đời mình để hủy diệt đối thủ của các bạn. Bởi thế, hãy luôn luôn nhớ rằng một tư tưởng chỉ là kinh nghiệm của nhiều yếu tố và hoàn cảnh thoáng qua cùng phối hợp. Dù tư tưởng là tốt hay xấu, nó không có hiện hữu đích thực nào. Khi một tư tưởng vừa khởi lên, nếu các bạn nhận biết ngay bản chất trống không của nó sẽ bất lực không thể nảy sanh thêm tư tưởng thứ hai, và chuỗi xích của mê lầm sẽ dừng lại ngay đó. Như chúng ta đã nói, điều này không có nghĩa chúng ta phải cố gắng đè nén sự sáng tạo tự nhiên của tâm thức các bạn, hay các bạn phải nỗ lực dừng dứt mỗi tư tưởng với một đối trị riêng biệt. Đơn giản chỉ nhận biết tánh không của những tư tưởng
và để cho chúng nghỉ ngơi trong tâm thức buông xả. Tánh bổn nhiên của tâm thức tinh khôi và bất biến, bấy giờ sẽ thường tại sống động và an vững. Trong hai phương diện của thực hành thiền định, chỉ và quán, sự tỉnh chỉ cung cấp nền tảng trên đó quán chiếu hay diễn tượng rộng rãi, có thể bộc lộ bản tánh của tâm thức và như thế cho phép các bạn giải thoát những thức tình tiêu cực của các bạn. Nếu nền tảng, sự tỉnh chỉ là không an trụ, quán chiếu sẽ cũng không vững vàng và những vọng tưởng của các bạn sẽ khó kiểm soát. Bởi thế, cần yếu phải khai triển yoga nhất niệm, an trụ trong tánh giác không dao động. Đơn giản 41. Bằng cách khảo sát chân lý tương đối, hãy an lập chân lý tuyệt đối. Ở trong chân lý tuyệt đối, hãy thấy chân lý tương đối khởi lên như thế nào. Nơi cả hai chân lý không tách lìa, vượt khỏi trí thức là trạng thái của đơn giản. Trong cái thấy thoát khỏi mọi tạo tác, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Trong chân lý quy ước, tương đối, chúng ta có thể chấp nhận rằng thế giới hiện tượng có thể bị phá vỡ thành những phần tử không còn có thể phân chia. Nhưng luận lý của Trung Đạo chứng tỏ rằng những phần tử đó không bao giờ có một hiện hữu độc lập và thường hằng nào. Như thế, làm sao chúng ta có thể nói rằng những đối tượng vật chất là thật sự hiện hữu? Tương tự, dù chúng ta cố gắng chia sẻ tâm thức thành những khoảng khắc của thức không còn có thể phân chia, chúng ta thấy rằng những cái này rốt ráo cũng không có một hiện hữu cụ thể có thể sờ nắm nào cả. Nhận biết sự tương tục và toàn khắp của bản tánh trống không này, sự vô tự tánh này là nhận biết chân lý tuyệt đối. Đây là trạng thái tự nhiên vốn như thế của tâm thức, không bị chạm nhiễm bởi bất kỳ che chướng nào. Trong đó, tất cả hiện tượng được thấy như Phật thấy chúng, như mộng hay như ảo ảnh huyễn thuật. Ở đây, những tư tưởng không làm sanh ra những cảm xúc tiêu cực hay tích tập nghiệp. Những hoàn cảnh thuận lợi không tạo ra kiêu hãnh hay luyến chấp. Và những hoàn cảnh trái nghịch nhanh chóng được chuyển hóa thành con đường của giác ngộ. Ví dụ, một sự gặp gỡ với người nào chọc giận các bạn, thay vì khởi nóng giận, nó lại giúp các bạn phát sanh lòng từ bi và trở thành một dịp may để nhận biết chân lý tuyệt đối không tách lìa với Bồ Đề Tâm. Nếu các bạn không thể bỏ đi sự luyến chấp vào những sự vật, đấy chỉ vì các bạn không nhận biết bản tánh không của chúng. Một khi các bạn đã chứng ngộ bản tánh không này, các bạn không còn cảm thấy kiêu hãnh vì thành công như mộng hay thất vọng bởi thất bại như mộng nữa. Một số người thấy mình được bao bọc bởi sắc đẹp, tiện nghi, dư giả, tự nhiên và an toàn, trong khi những người khác có thể phải sống trong khó nhọc, cằn cỗi, nghèo túng và những môi trường nguy hiểm. Bây giờ, đấy không phải là kết quả của may mắn hay của sắp xếp ngẫu hứng nào. Được sanh ra trong một nơi dễ chịu là kết quả của sự rộng lượng hay giúp đỡ và đức hạnh trong những đời trước, trong khi những hoàn cảnh sống thù nghịch là hậu quả của sự làm hại những người khác trong những đời trước bằng cách tấn công họ, bỏ tù họ, vân vân. Những hiện tượng không phải là công việc của một đấng sáng tạo. Chúng chỉ là cái biểu lộ ra như kết quả phối hợp của nhiều nhân và duyên. Như là kết quả của ánh sáng mặt trời chiếu qua một màn mưa, một cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Cũng thế, như là kết quả của một số lớn những hành động trong những đời quá khứ của các bạn. Trong đời này, các bạn hoặc là hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có và được mọi người yêu mến hay bất hạnh, nghèo khó, bệnh tật bao vây và bị khinh thường. Thật vậy, mỗi chi tiết của vũ trụ và chúng sanh
chứa đựng không gì khác hơn kết quả của nhiều yếu tố liên lập, hội hợp nhau trong chốc lát. Đấy là tại sao tất cả hiện tượng quá đổi vô thường và chịu sự biến dịch thường hằng đến thế. Thế nên, khi các bạn khảo sát sự vật gì một cách sâu xa, các bạn luôn luôn đi đến tánh không và chỉ có tánh không. Tánh không là bản chất tuyệt đối của mọi sự. Là những người sơ học, chúng ta có thể đang ở trên con đường tích tập hay con đường kết hợp. Những chúng sanh bình thường, chúng ta chưa có sự chứng ngộ thực sự tánh không. Chúng ta biết rằng khói chỉ là sự hiện diện của lửa, nhưng nó không chính là lửa. Tuy nhiên, bằng cách theo khói, chúng ta có thể tìm thấy lửa. Tương tự, quan trọng là hiểu rằng cái thấy về tánh không là không cùng một thứ với kinh nghiệm thật sự về tánh không. Nhưng bằng cách theo cái thấy và trở nên quen thuộc với nó, chúng ta sẽ đến chỗ chứng ngộ thực sự bản thân tánh không, thoát khỏi mọi ý niệm hay lý thuyết. Đây là cái hiểu tối hậu của Trung Đạo, sự không tách lìa hai thứ chân lý và sự hợp nhất của những hình tướng và tánh không. Bản tánh không của tất cả hiện tượng là chân lý tuyệt đối, và cách thức chúng xuất hiện là chân lý tương đối. Bằng cách khảo sát chân lý tương đối, các bạn sẽ đến chỗ chứng ngộ chân lý tuyệt đối. Bởi vì chân lý tuyệt đối là bản tánh tối hậu của mọi sự. Nếu toàn thể thế giới, tất cả châu lục, núi rừng của nó bị tiêu hoại và hoàn toàn biến mất, chỉ có hư không toàn khắp còn lại. Một cái gì rất tương tự xảy ra khi các bạn thực sự chứng ngộ những hiện tượng tương đối là gì? Rằng chúng không hiện hữu như những thực thể cứng đặc, không có gì còn lại ngoài tánh không toàn khắp. Nhưng chừng nào các bạn còn tin vào sự hiện hữu cứng đặc, hữu hình của chân lý tương đối, các bạn sẽ không bao giờ có thể chứng ngộ chân lý tuyệt đối. Một khi các bạn chứng ngộ chân lý tuyệt đối, các bạn sẽ thấy cái gì xuất hiện trong nó. Trò chơi vô tận, toàn thể của những hiện tượng tương đối, như không gì khác hơn một ảo tưởng hay một giấc mộng, mà các bạn sẽ chẳng cảm thấy chút gì luyến bám. Chứng ngộ rằng hình tướng và tánh không là một chính là điều gọi là đơn giản, hay sự giải thoát khỏi mọi giới hạn ý niệm, giải thoát khỏi mọi tạo tác. Hai chân lý không phải là hai thực thể riêng biệt, như những cái sừng của một con bò, chúng chỉ là những phương diện xuất hiện và trống không của trạng thái bổn nhiên. Trước tiên đã hiểu cái thấy một cách trí thức, hãy khai triển kinh nghiệm đầu tay và tin vào tính nhất như của hình tướng và tánh không. Sự chứng ngộ về tính bất khả phân của hai chân lý là một kinh nghiệm sâu xa, hoàn toàn vượt khỏi mọi ý niệm trí thức. Đây là yoga của tính đơn giản. Duy trì cái thấy này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Một vị 42. Nơi những hình tướng, hãy cắt lìa sự bám chấp của tâm thức. Nơi tâm thức, hãy phá hủy hang ổ của những hình tướng tưởng tượng. Nơi mà tâm thức và những hình tướng là một, chính là tánh không trống trải vô biên. Trong sự chứng ngộ một vị, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Cách thức những hiện tượng khách quan xuất hiện cho chúng ta thật ra là một tác động của tâm một cách chủ quan. Những sự vật đối với chúng ta có vẻ hoặc sạch hay dơ, tốt hay xấu, hấp dẫn hay ghê tởm, chỉ tùy thuộc vào cách thức, tâm thức riêng của chúng ta tri giác chúng. Như Santideva nói về những cõi địa ngục: ai làm ra mặt đất bằng sắc nóng đỏ này? Từ đâu có ra những bờ sông lửa? Mọi sự ấy khởi sanh từ tâm thức tiêu cực, xấu xa. Thật vậy, khi các giác quan của các bạn gặp gỡ một đối tượng, cái phần mà bản thân đối tượng tác động
chỉ là khởi xướng tiến trình của tri giác trong ý thức các bạn. Từ lúc đó trở đi, vì tâm thức các bạn phản ứng với đối tượng, bị ảnh hưởng bởi tất cả thói quen được tích tập và những kinh nghiệm quá khứ, toàn bộ tiến trình là hoàn toàn chủ quan. Thế nên, khi tâm thức các bạn đầy giận dữ, toàn bộ thế giới có vẻ như là một cõi địa ngục. Khi tâm thức các bạn an bình, thoát khỏi mọi bám níu hay trụ trước, và bất cứ điều gì các bạn làm đều phù hợp với những giáo lý, các bạn kinh nghiệm mọi sự là thanh tịnh một cách nguyên sơ. Trong khi một vị Phật thấy những địa ngục là một thiên đường, thì những chúng sanh mê lầm thấy một thiên đường là những địa ngục. Những tri giác của chúng ta được nhuộm màu bởi những vọng tưởng theo cùng cách, như cái thấy của một người bị bệnh vàng da được nhuộm màu bởi mật trong đôi mắt, khiến nó thấy cái tù và cái màu trắng ra màu vàng. Chính sự bám chấp làm cho tâm thức phóng chiếu những vọng tưởng của nó lên những hình tướng. Khi tâm thức vừa tri giác vật gì, nó bám chấp vào tri giác ấy. Bây giờ nó đánh giá đối tượng như là đáng ưa, kinh tởm hay trung tính. Cuối cùng bước vào hành động trên cơ sở của tri giác méo mó này với thích muốn, ghét bỏ hay thản nhiên, nó tích tập nghiệp. Để cắt đứt sự bám chấp của tâm thức, quan trọng là hiểu rằng mọi hình tướng hiện ra là trống không, như nước được các bạn thấy trong một ảo ảnh. Những hình thể đẹp không làm lợi gì cho tâm thức, những hình thể xấu cũng chẳng làm hại gì cho nó. Hãy cắt lìa những trói buộc của hy vọng và sợ hãi, thích muốn và ghét bỏ, và an trụ trong tánh bình đẳng với sự thấu hiểu rằng mọi hiện tượng là không gì hơn những phóng chiếu của tâm thức của tự các bạn. Một khi các bạn nhận biết thật tánh của tâm thức, toàn bộ sự tưởng tượng bịa đặt này về những hình tướng tương đối và sự bám luyến vào chúng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tốt và xấu, sạch và dơ, mất đi hương vị thúc ép của chúng và tan thành một vị. Các bạn sẽ đạt đến sự chứng ngộ của Jetsun Milarepa, không phân biệt giữa sắc và vàng. Khi Gampopa dâng cúng ngài vàng và trà, Milarepa nói: "Ta là một lão già không cần vàng và cũng không có bếp để nấu trà. Ở trong cái thấy này, hãy trì tụng thần chú sáu âm." Không thiền định. 43. Trong bản tánh của tâm, sự đơn giản của tánh giác trống không, mọi sự vật đều vốn giải thoát. Những tư tưởng, sự sáng tạo tự do của tánh giác đều thanh tịnh trong cảnh giới của chúng. Tâm và tánh giác là một trong tinh túy đơn nhất. Trong sự không thiền định của pháp thân, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Bản chất tối hậu của tâm thức là tánh giác bổn nhiên. Từ đó, những tư tưởng lưu xuất như tia sáng chiếu ra từ mặt trời. Một khi bản tánh này của tâm thức được nhận biết, mọi vọng tưởng tan biến như mây tan trong bầu trời. Bản tánh của tâm thức thoát ngoài vọng tưởng thì không có sanh, trụ hay diệt. Trong thuật ngữ của mật chú thừa, nó được gọi là tâm bổn nguyên tương tục, hay tính đơn giản thường hằng hiện diện. Nó cũng được diễn tả trong các kinh, chẳng hạn Bát Nhã Ba La Mật nói: Tâm không hiện hữu, sự biểu lộ của nó là tánh sáng tỏ. Khi các bạn khảo sát cái tâm tỉnh, cái tâm động và cái tâm có thể nhận biết sự tỉnh và động, dù cho các bạn có tìm kiếm bao lâu cái tâm, các bạn cũng sẽ không tìm thấy gì ngoài tánh không. Tâm không hình dạng, không màu sắc và không bản chất. Đây là phương diện trống không của tâm. Tuy nhiên, tâm có thể biết những sự vật và tri giác vô số hiện tượng.
Đây là phương diện sáng tỏ của tâm. Sự không tách lìa hai phương diện này, tánh không và sáng tỏ, là tâm bổn nguyên tương tục. Vào lúc này, sự sáng tỏ tự nhiên của tâm các bạn bị che ám bởi những vọng tưởng. Nhưng khi sự che ám này tan đi, các bạn sẽ bắt đầu khám phá sự chói sáng của tánh giác, cho đến khi các bạn đến một điểm mà, cũng như một hình vẽ trên mặt nước biến mất ngay khoảnh khắc nó được vẽ ra. Những tư tưởng của các bạn được giải thoát ngay khoảnh khắc chúng khởi ra. Thể nghiệm tâm theo cách này là gặp gỡ nguồn gốc tối sơ của Phật tánh, sự thực hành của sự quán đảnh truyền pháp thứ tư. Khi bản tánh của tâm được nhận biết, đó gọi là Niết Bàn. Khi nó bị che ám bởi vọng tưởng, đó gọi là sanh tử. Tuy nhiên, cả sanh tử lẫn Niết Bàn không bao giờ lìa khỏi dòng tương tục của cái tuyệt đối. Khi sự chứng ngộ tánh giác đạt đến mức độ đầy đủ của nó, những thành lũy của vọng tưởng sẽ bị phá vỡ và đô thành của pháp thân vượt khỏi thiền định có thể được nắm lấy một lần cho mãi mãi. Ở đây không còn sự phân biệt nào giữa thiền định và sau thiền định, và kinh nghiệm được an trụ một cách không cố gắng. Đây là không thiền định. Trong cảnh giới vô biên của pháp thân, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tóm tắt, yoga nhất niệm nhấn mạnh sự thuần hóa tâm thức và yoga của sự đơn giản kiến lập cái quán thấy. Hai cái này hợp nhất trong kinh nghiệm của một vị. Và khi kinh nghiệm này trở thành không thể lay động, đó là yoga của không thiền định. Bốn yoga của mật chú thừa tương đương với năm con đường của hệ thống kinh thừa. Bởi thế, quan trọng là giữ gìn cái thấy, thiền định và hành động của cả kinh điển và tantra cùng với nhau. Mọi cấp độ khác biệt của giáo lý chỉ có một mục đích là cắt đứt những phiền não che ám. Bởi thế, chúng hoàn toàn đồng ý với nhau. Nhiều dòng suối khác biệt nhau của những giáo lý phản ánh những nhu cầu của những học trò khác biệt và trí huệ của những vị thầy khác biệt. Thực chất chỉ là một dòng sông độc nhất. Vị y sĩ không ai sánh nổi của Takpo là Gampopa Linh Thánh. Ban đầu phụng thờ một đạo sư Kadampa và thực hành con đường Đại Thừa. Về sau, dưới chân Jetsun Milarepa, Ngài thực hành những hệ thống mật thừa Mahamudra và nội diệt và những cái còn lại của sáu yoga của Naropa, trở thành một trong những vị tổ của dòng Kagyu. Những vị thầy Kadampa vĩ đại nổi tiếng vì sự thực hành hệ thống kinh điển cũng đã dạy những đệ tử của các ngài giai đoạn thành tựu của Mahamudra và sáu yoga, đã hòa trộn khéo léo tất cả những thực hành này. Chớ bao giờ quên rằng, cái chính không phải là sự thực hành của chúng ta thuộc về kinh hay tantra, hoặc nó là cấp độ này hoặc cấp độ kia, mà là nó dùng như một đối trị hiệu quả đối với bám chấp và những phiền não che ám. Sự chuyển hóa những giác quan, thức tình phiền não và các uẩn. Trong tất cả vô số giáo lý về nhiều cấp độ tạo thành con đường mật thừa, tinh túy là thấy tất cả mọi hình tướng là thân thể của hóa thần, nghe tất cả âm thanh là thần chú và nhận biết tất cả những tư tưởng là pháp thân. Theo cách này, sáu tri giác giác quan, năm phiền não độc hại và năm uẩn được chuyển hóa thành những tương ứng thuộc về trí huệ của chúng, và thân, ngữ và tâm thức được chứng ngộ là Mạng Đà La Kim Cương, Mạng Đà La tự hữu của tánh thanh tịnh bổn nhiên. Sáu đối tượng của giác quan. Sắc. 44. Nhận biết bất cứ sắc gì xuất hiện
như là hóa thần bổn tôn là điểm cốt yếu của giai đoạn phát triển. Sự bám chấp vào hình tướng đẹp, xấu được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, tâm như nó biến hiện là thân của Quán Thế Âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của những kinh nghiệm thấy, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tâm tự chính nó là không thể sờ nắm, như không gian trống không và chỉ có thể đi vào hoạt động nào, dù dẫn đến sanh tử hay niết bàn, qua trung gian của thân. Ngay ở trung ấm, chúng ta có một thân như mộng. Nó cho phép chúng ta kinh nghiệm nhiều giai đoạn chuyển tiếp từ một đời này sang đời kế tiếp. Trong khi tâm thức và thân thể kết hợp, thế giới hiện tượng có thể được tri giác nhờ những giác quan và những thức tương ứng của chúng. Chức năng của các thức giác quan này chỉ là tri giác những đối tượng tương ứng của chúng, sắc, thanh, hương, vân vân, mà không thêm vào cái gì cả. Nhưng bây giờ, khi tâm thức tạo tác trên những tri giác này, nghĩ rằng, cái này đẹp, cái kia xấu, cái này làm hại tôi, cái kia đem lại cho tôi thích thú. Không phải hình sắc của đối tượng bên ngoài, cũng không phải con mắt, cũng không phải nhãn thức sản xuất ra những tạo tác chủ quan này, mà cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sự tích tập nghiệp, nhưng chính là tâm thức. Một vật đẹp đẽ không có phẩm tính nội tại tốt đẹp đối với tâm thức, và một vật xấu xí cũng không có sức mạnh nội tại nào để làm nó khó chịu. Đẹp và xấu chỉ là những phóng chiếu của tâm thức. Khả năng gây ra hạnh phúc hay khổ đau không phải là một đặc tính của bản thân sự vật bên ngoài. Chẳng hạn, việc thấy một người đặc biệt có thể gây ra hạnh phúc cho người này hay đau khổ cho người khác, chính tâm thức góp thêm những tính chất ấy vào đối tượng được tri giác. Theo cách ấy, khi một sự vật gặp một trong những giác quan được tri giác bởi giác quan thứ sáu là tâm thức, thì hoặc ưa thích hoặc khó chịu, tri giác bị méo mó này có ra là do bám chấp. Đây chính là nền tảng của sanh tử. Nhưng nếu không có bám chấp, tri giác được giải thoát thành trí huệ. Đây là kinh nghiệm sự thanh tịnh của Niết Bàn. Nơi đó không còn cần thiết phải khước từ những cảm giác thích thú. Chính là để giải thoát khỏi bám chấp mà các bạn cần tu hành trong việc nhận biết mọi hình tướng là những cảnh giới Phật và mọi chúng sanh là những bổn tôn. Thấy những sự vật theo lối này chuyển hóa tri giác của các bạn về thế giới thành tánh thanh tịnh bổn nhiên và cho phép các bạn chứng ngộ mọi phẩm tính của những cảnh giới Phật. Khi các bạn khảo sát cẩn thận bản chất của mọi hiện tượng vô cùng và khác nhau trong vũ trụ và tất cả chúng sanh trong đó, các bạn thấy rằng không có cái gì ngoài sự tương tục của tánh không. Có câu nói, sự thật của tánh không là sự thật của mọi sự. Thật vậy, tánh không là cái khiến những hiện tượng vô cùng có thể xuất hiện. Thế giới hiện tượng chúng ta tri giác là trò phô diễn tự do và giải thoát của tánh không. Chính là cảnh giới Phật và mọi chúng sanh nam nữ là Quán Thế Âm và Tara. Đây là nền tảng đích thực của Mật Thừa. Như chúng ta bây giờ, chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn bởi cái gì đẹp và ghê sợ cái gì xấu. Chúng ta cảm thấy sung sướng khi gặp một người bạn và bị đảo lộn khi thấy người chúng ta không ưa. Những phản ứng này đều được sản xuất ra bởi cái tâm thức bám chấp vào những đối tượng. Khi chúng ta có thể nhìn ngay cả những sức mạnh xấu như là sự phô diễn của trí huệ Quán Thế Âm, sự bám chấp này được tịnh hóa và không có sức mạnh xấu nào có thể phá rối cuộc đời hay sự thực hành của chúng ta. Khi chúng ta tri giác mọi hiện tượng như là thanh tịnh một cách nguyên sơ, như trò chơi của những hóa thần, thần chú và trí huệ, tất cả tri giác giác quan có thể được dùng như con đường. Khi chúng ta thấy rằng mọi sự khởi lên từ tánh không như sự biểu lộ của Quán Thế Âm và như thế nhận biết cảnh giới của thanh tịnh vô cùng,
Bây giờ chúng ta không phân biệt nữa giữa xấu và tốt, giữa sạch và dơ. Tất cả là trò chơi phô diễn của Quán Thế Âm. Những bạn thân là Quán Thế Âm, những kẻ thù là Quán Thế Âm. Tất cả là một như Quán Thế Âm. Khi kinh nghiệm này khởi ra, hãy thận trọng, chớ bám chấp nó hay cảm thấy kiêu hãnh về nó. Cái thanh tịnh bao la này không phải là sản phẩm của sự thiền định của chúng ta. Nó là thật tánh của sự vật. Vàng trong căn bản không bao giờ bị thoái hóa hư hỏng vì trộn lẫn với những chất khác trong quặng vàng. Và qua những tiến trình trích chiết và tinh lọc, nó chỉ trở thành chính nó. Cùng cách đó, mọi sự, toàn thể vũ trụ và tất cả chúng sanh là bổn lai không. Những hiện tượng không bị hư hỏng, ô nhiễm bởi ý niệm về dơ cũng như không được cải thiện bởi ý niệm về sạch. Thật tánh đơn giản luôn luôn chỉ là chính nó. Như bản văn gốc nói, tu hành bằng cách kinh nghiệm, mọi hình tướng là thanh tịnh và điểm cốt yếu của giai đoạn phát triển. Thông thường, cái này bao gồm sự quán tưởng một quá thần bổn tôn. Nhưng nếu các bạn không thể giữ gìn mọi chi tiết của sự quán tưởng trong tâm thức, thì thấy thế giới như là một cõi Phật và những chúng sanh đều có bản tánh của hóa thần bổn tôn đã đủ. Hộ trì kinh nghiệm này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Thanh 45. Sự nhận biết những âm thanh như là thần chú là điểm cốt yếu của thực hành trì tụng. Sự bám chấp vào âm thanh như là thích thú hay khó chịu được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, âm thanh tự nhiên của sanh tử và niết bàn là tiếng nói của sáu âm. Trong sự vốn tự giải thoát của cái nghe, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Thường thường, khi nghe những lời khen, những tin tức tốt hay âm nhạc đẹp đẽ làm cho chúng ta thích thú, trong khi ngược lại, nghe chỉ trích, những tố cáo sai lầm về chúng ta, những tin tức xấu về những người chúng ta yêu mến hay những tiếng động nặng nề, chát chúa, tức khắc làm chúng ta cảm thấy khốn khổ hay tức giận. Khả năng tạo ra những tâm trạng như vậy là một đặc tính không phải của bản thân những âm thanh khác nhau ấy, mà là của tâm thức bám chấp. Bồ Tát, người biết rằng bản tánh của tâm là vô sanh, tri giác mọi âm thanh thích thú hay khó chịu như là thần chú. Khen ngợi không làm người ấy cảm thấy hãnh diện, và lời nói thô bạo thay vì kích thích sự giận dữ chỉ làm tăng thêm nhẫn nhục và lòng bi của người đó. Nếu các bạn tri giác mọi âm thanh như là thần chú, những tin tức tốt xấu sẽ không quấy rầy các bạn gì hơn là một ngọn gió quấy rầy một trái núi. Thật vậy, bị đảo lộn khi các bạn nghe những tin tức xấu chỉ tạo ra sự khổ đau cho các bạn. Nó chẳng làm cho người chết sống lại, cũng chẳng lặp lại những tài sản đã bị lấy mất. Như mọi hiện tượng, những âm thanh là kết quả của một phối hợp những nhân và duyên khác nhau và không hiện hữu như là những thực thể độc lập. Âm thanh đẹp đẽ của một cây đàn tùy thuộc vào sự phù hợp thích đáng của mọi sợi đàn. Và nếu một sợi bị đứt hay lạc khỏi hợp âm, thì âm thanh nó tạo ra sẽ bất hòa và khó chịu. Hãy khảo sát cẩn thận và sâu xa mọi âm thanh. Những âm thanh tự nhiên của thời tiết, gió, sấm, xào xạc của lá, cũng như tiếng thú vật kêu, lời nói con người và bài hát đều được tạo dựng bởi những yếu tố căn bản của âm thanh, và bản tánh của những yếu tố đó là tánh không. Chủng tự A tượng trưng cho bản tánh vô sanh, được xem là nguồn gốc của tất cả âm thanh và chứa đựng tinh túy của chư Phật trí huệ. Nói riêng, từ nó mà thần chú sáu âm sanh khởi. Khi các bạn trì tụng thần chú, hãy nhận biết mọi âm thanh đều khởi từ tánh không, như là một trò phô diễn vô cùng những thần chú, ngữ của chư Phật. Bấy giờ,
ngay một số ít những trì tụng cũng sẽ kết trái. Đây là sự thực hành đem tất cả âm thanh vào con đường. Sự nói chuyện bình thường, nó vốn là sự biểu lộ của thương hay ghét, sẽ chỉ làm cho bánh xe mê lầm càng quay nhanh hơn. Nhưng sự trì tụng thần chú sẽ bảo vệ tâm thức các bạn và dẫn dắt các bạn chứng ngộ bản tánh trí huệ của lời nói. Bởi thế, hãy trì tụng mani mọi lúc, cho đến khi nó trở thành một với hơi thở của các bạn. Hương 46. Sự nhận biết những hương như là vô sanh là điểm cốt yếu của giai đoạn thành tựu. Sự bám chấp vào mùi hương như thơm hay thúi được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, mọi mùi là giới luật thơm tho của quán thế âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của cái ngửi, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chúng ta thích thưởng thức những mùi thơm và chúng ta bịt mũi trước những mùi thối. Tuy nhiên, mọi mùi, dù là hương thơm tinh tế của trầm hay mùi hôi thối của cứt đái, là trống không trong bản chất. Hãy nhận biết chúng là thanh tịnh và vô tự tánh, và dâng cúng chúng cho chư Phật như là hương thơm của giới luật hoàn hảo. Một sự cúng dường như thế làm hoàn thiện cả hai sự tích tập công đức và trí huệ. Bởi vì chư Phật không bị nhiễm ô bởi những tri giác nhị nguyên, chúng ta cũng phải buông bỏ mọi tư tưởng thích và không thích. Khi chúng ta làm thế, tri giác những mùi sẽ được giải thoát vào bản tánh của chính nó. Vị 47. Nhận biết những vị như một bữa tiệc thánh lễ là điểm cốt yếu của cúng dường. Sự bám chấp vào cái nếm như ngon ngọt hay ghê tởm được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, đồ ăn và thức uống là những bản chất làm đẹp lòng quán thế âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của cái nếm, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chúng ta thường thưởng thức những vị ngon ngọt, thơm tho và chán ghét thứ gì đắng, chua, cay, nồng. Thật ra chính chỉ tâm thức bám chấp vào những vị ngon hay dở. Một khi tâm thức chứng ngộ rằng những thuộc tính ấy là vô sanh và vô tự tánh, bản tánh thanh tịnh của mọi thứ vị có thể được nhận biết. Đồ ăn và thức uống bấy giờ trở thành sự dâng cúng trí huệ của Gana Chakra, sự thực hành dâng cúng thánh lễ. Qua sự thực hành này, các bạn sẽ tích tập công đức, đánh bại sự khát khao quen thuộc của mình với đồ ăn và thức uống, và không rơi vào những cách thức không thích hợp của sự tự nuôi sống mình. Khi mọi bám chấp được giải thoát trong tánh bổn nhiên, đó là sự cúng dường tối thượng. Xúc 48. Nhận biết những cảm giác là tánh nhất như căn bản, là điểm cốt yếu của vị bình đẳng. Những cảm giác no và đói, nóng và lạnh được giải thoát trong bản tánh của chính chúng. Thoát khỏi bám nắm, mọi cảm giác là hoạt động của hóa thần. Trong sự vốn tự giải thoát của cảm giác, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chúng ta phân biệt giữa cảm giác mềm mại của lụa và thô nhám của sợi đay, sự bằng phẳng của một cái tách và nhọn bén của một cây gai. Nhưng giống như những tri giác, giác quan khác, những cảm giác này không hơn gì những giấc mộng ban ngày. Khi các bạn thôi phân biệt giữa những cảm giác thích và không thích, để cho chúng như chúng là, trông nhất như căn bản của bản tánh trống không của chúng, tâm thức sẽ không luôn luôn phấn chấn hay buồn bã nữa. Đây là kinh nghiệm của vị bình đẳng. Sự thực hành tối thượng sẽ đưa cả hai sướng và khổ vào con đường. Khao khát cảm giác sự vật mềm mại và cảm thấy cái gì thô ráp khó chịu chỉ là bám chấp. Hãy để mọi luyến bám và ghét bỏ lắng xuống trong bản tánh trống không
và hoạt động Phật sẽ tự hiển lộ một cách tự nhiên. Tóm tắt, bám chấp vào những tri giác giác quan là cái giữ các bạn lưu lạc trong sanh tử. Và đấy là tại sao vẫn thường dạy rằng các bạn cần bỏ mọi lạc thú trong các giác quan. Nhưng nếu các bạn đã chứng ngộ tánh không của mọi hiện tượng ảo huyễn và bởi thế thực sự thoát khỏi bám chấp, tất cả những tri giác giác quan của các bạn có thể đem vào con đường để tăng trưởng sự tích tập công đức và trí huệ của các bạn, đem lại tiến bộ cho những kinh nghiệm thiền định và sự chứng ngộ của các bạn. Bất cứ cái gì các bạn thấy, nếm, ngửi, nghe hay cảm giác, hãy nghĩ chúng giống như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước hay như một cầu vồng sống động trong bầu trời. Hấp dẫn đối với mắt nhưng thoáng qua và không lưu lại, không thể nắm bắt và không có một hiện hữu chắc thật nào. Thấy biết trong đường lối này, những tri giác của các bạn sẽ không bao giờ bị đông cứng bởi dừng trụ hay vướng mắc bởi bám chấp. Tâm thức 49. Nhận biết mọi hiện tượng đều không là điểm cốt yếu của cái thấy. Niềm tin vào đúng và sai được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, mọi thứ hiện hữu của sanh tử và niết bàn là dòng tương tục của pháp thân. Trong sự vốn tự giải thoát của những tư tưởng, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tâm thức phân chia kinh nghiệm thành chủ thể và đối tượng. Trước tiên đồng hóa mình với chủ thể, tôi, rồi với ý niệm của tôi, và bắt đầu bám chấp vào thân tôi, tâm tôi, tên tôi. Sự luyến bám vào ba ý niệm này càng lớn lên mạnh mẽ, chúng ta càng trở nên quan tâm đặc biệt đến phúc lợi riêng của chúng ta. Mọi cố gắng của chúng ta cho tiện nghi, sự không khoan thứ cho những hoàn cảnh làm bực mình của đời sống và sự bận tâm với sướng và khổ, giàu và nghèo, danh tiếng và mờ tối, khen và chê đều do ý niệm tôi này. Chúng ta thường quá bị ám ảnh bởi chính chúng ta đến độ chúng ta khó bao giờ nghĩ đến phúc lợi của những người khác. Thật vậy, chúng ta lưu tâm tới những người khác không hơn một con cọp lưu tâm tới việc ăn cỏ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Bồ Tát. Cái ngã thật sự là một tạo dựng của tư tưởng. Và khi các bạn chứng ngộ rằng cả hai đối vật được bám nắm và tâm thức bám nắm đều trống không, bây giờ dễ dàng thấy rằng những người khác không hề khác biệt với chính các bạn. Mọi năng lượng chúng ta thường đặt vào sự chăm sóc chính chúng ta, thì những Bồ Tát đặt vào sự chăm sóc những người khác. Nếu một Bồ Tát thấy rằng lao mình vào lửa của địa ngục, thì vị ấy có thể giúp đỡ cho dù chỉ một chúng sanh. Bây giờ vị ấy sẽ làm không một khoảnh khắc ngần ngại. Những Bồ Tát đã đạt đến địa thứ 8 chứng ngộ rằng sanh tử và niết bàn hoàn toàn nhất như. Đây là cái thấy tối hậu. Vị thầy Sakyabha vĩ đại Jetsun Chakpa Gyatsen đã nhận được từ Đức Văn Thù trong một linh kiến những giáo huấn nổi tiếng về giải thoát khỏi bốn luyến bám. Trong câu kệ chót, Văn Thù Sư Lợi nói: nếu có bám chấp thì không có cái thấy. Sanchideva cũng nói: mọi sự giống như hư không, đây là điều tôi cần phải chứng ngộ. Đó là cái thấy tối hậu của cả kinh và tantra. Cái thấy tánh không trước tiên cần được hiểu, rồi kinh nghiệm và cuối cùng chứng ngộ. Chính từ tánh không mà sanh tử và niết bàn khởi lên, và chính vào tánh không mà chúng tan biến. Ngay dù chúng có vẻ đang hiện hữu, chúng thật sự chẳng bao giờ rời khỏi tánh không. Bởi thế, nếu các bạn nhận biết tất cả mọi hiện tượng là không trong bản chất, các bạn sẽ có thể đương đầu với bất cứ thứ gì xảy ra, dù các bạn kinh nghiệm sướng hay khổ mà không chút bám chấp nào. Được thấy qua đôi mắt của tánh không,
đúng và sai là những quan niệm nhị nguyên, chúng chỉ có thể hiện hữu trong tương quan lẫn nhau. Sai chỉ có thể có nếu cũng có cái đúng. Nhưng nếu có cái sai là trống không, thì cái đúng cũng phải trống không, trong cái thấy tánh không. Bởi thế, không thể có những khẳng định đúng nào cả, không có những điều kiện và không có bám chấp. Khi một Bồ Tát an trụ vững chắc trong cái thấy này, vị ấy không luyến bám vào sự thanh bình của Niết Bàn và để hoàn thành lợi lạc cho chúng sanh. Vị ấy có thể khoác lấy bất kỳ hình thức nào. Vị ấy có niềm tin miên viễn, nó cho phép Ngài làm việc với chúng sanh trong những kiếp bất tận, bất kể họ đã lầm lạc bao xa, không hề nghĩ đến giác ngộ cho riêng bản thân mình. Sự quan tâm duy nhất của Ngài là giúp đỡ những người khác tiến về mục đích đó. Năm thức tình phiền não. Chứng ngộ cái thấy hoàn hảo là hoàn toàn thoát khỏi năm độc, những thức tình phiền não giữ chúng ta làm nô lệ trong sanh tử. Khi năm độc biến mất, năm trí huệ tương ứng được hiển lộ. Sân hận. 50. Chớ theo đuổi đối tượng của sân hận, hãy nhìn vào tâm thức giận dữ. Sân hận vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh, là cái không sáng tỏ. Cái không sáng tỏ không gì khác hơn là trí huệ như tấm gương. Trong sự vốn tự giải thoát của sân hận, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Sanh tử xảy đến như thế nào? Khi chúng ta tri giác mọi sự xung quanh với năm giác quan của mình, tất cả các loại cảm giác hấp dẫn và ghê sợ khởi lên trong tâm thức chúng ta. Và chính từ những cảm giác này mà sanh tử sanh khởi. Tri giác thuần túy về sự vật, tự bản thân nó không phải là cái cây cho chúng ta lưu lạc trong sanh tử, mà chính sự phản ứng của chúng ta với những tri giác này và những giải thích diễn dịch chúng ta gán cho chúng làm cho bánh xe sanh tử quay mãi. Bây giờ, đặc trưng kỳ diệu của mật thừa là thay vì kéo dài sanh tử theo cách ấy, chúng ta có thể trao dồi tri giác về mọi hiện tượng như là trò chơi thanh tịnh của trí huệ. Khi các bạn cảm thấy giận ghét ai đó, sự thù ghét và sân hận của các bạn không phải là cái gì nội tại nơi người ấy như một toàn thể cũng như một phương diện nào của nó. Sự giận ghét của các bạn chỉ hiện hữu trong tâm thức các bạn. Vừa trông thấy nó, những tư tưởng của các bạn luôn luôn dây đi dây lại. Nó đã làm hại các bạn trong quá khứ, nó sẽ làm hại các bạn trong tương lai như thế nào, hay nó đang làm hại các bạn bây giờ. Chỉ nghe tên của nó là đã làm các bạn đảo lộn. Khi các bạn trở nên trụ tâm vào những tư tưởng ấy, sự giận ghét đầy đủ phát triển. Và tới lúc này, các bạn cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng được, cầm một cục đá và liện vào nó, hay chụp lấy cái gì đó để đánh nó, nghĩ rằng tôi thực sự muốn giết nó. Giận dữ có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó lấy sức mạnh từ đâu để tràn ngập các bạn một cách dễ dàng như thế? Nó là sức mạnh nào đó ở bên ngoài, một cái gì có tay, có chân, vũ khí và áo giáp. Nếu không, thế thì nó ở đâu trong các bạn? Nếu thế, nó ở đâu? Các bạn có thể tìm thấy nó trong óc não, trong trái tim, trong xương cốt hay trong phần nào khác của các bạn. Dầu không thể xác định ở chỗ nào, giận dữ hình như hiện diện theo một cách rất cụ thể. Một bám chấp mạnh mẽ, nó làm đóng băng tâm thức các bạn thành một trạng thái cứng đặc và đem lại một số lớn khổ đau cho cả các bạn và những người khác. Như những đám mây, quá không chất thể để mang nổi trọng lượng của các bạn hay để khoác lấy như áo quần, tuy nhiên có thể làm tối đen toàn bộ bầu trời và che phủ mặt trời. Cũng thế, những tư tưởng có thể che ám sự sáng chói nguyên thủy của tánh giác. Bằng cách nhận biết bản tánh thông suốt, trống không của tâm,
hãy để cho nó trở lại trạng thái giải thoát, tự do tự nhiên của nó. Nếu các bạn nhận biết bản tánh của sân giận là không, nó bèn mất tất cả sức mạnh làm hại của nó và hoàn lại thành trí huệ như tấm gương, đại viên cảnh trí. Nhưng nếu các bạn không nhận ra bản tánh của nó và thả lỏng gương cho nó sẽ không kém là nguồn gốc đích thực của những hành hạ cháy bỏng và lạnh cống của địa ngục. Người ta thường nghĩ về sự hàng phục và hủy hoại một đối thủ như là một thành công tích cực. Nhưng đấy chắc chắn không phải là quan điểm của giáo lý Phật giáo. Khi giận dữ phun như núi lửa, chớ có theo nó, mà thay vào đó hãy nhìn thẳng vào bản tánh của chính giận dữ. Nó chỉ là một chế tạo trống không, ở trong cái trống không bao la của tâm thức. Trải qua vô số đời, bị nô lệ bởi sự gây gổ của riêng các bạn đã tích tập vô lượng nghiệp xấu. Từ giờ trở đi, hãy thận trọng hơn, nhớ rằng giận dữ là hạt giống từ đó mọi hành hạ của những địa ngục có thể sinh trưởng. Nhổ sạch giận dữ và không còn đâu nữa những cõi địa ngục. Bởi thế, thay vì ghét hận những kẻ thù giả danh, mục tiêu tấn công đích thực của sự giận ghét của các bạn phải là chính bản thân sự giận dữ. Nếu các bạn không đeo đuổi những cảm giác giận dữ, nếu các bạn không tự mình xa lánh những người khác bởi sự sân giận, nếu sự sân giận của các bạn được giải thoát vào trong thực tánh của chính nó, bây giờ đó là trí huệ như tấm gương, một gương soi trong đó những người khác được phản chiếu như là chính các bạn. Bao giờ một tư tưởng sân hận có khởi lên trong tâm của Quán Thế Âm, nó chỉ làm cho trí huệ càng sáng chói thêm nữa. Hơn nữa, khi các bạn hiểu rõ rằng sân hận không thể nội tại nơi một đối tượng bên ngoài, và rằng tâm thức giận dữ bên trong là không có một hiện hữu có thể sờ nắm nào, các bạn sẽ cảm thấy lòng bi tự nhiên tỏa chiếu cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là cho những người bị hành hạ bởi những ngọn lửa của sân giận. Ngày xưa, trong một đời trước của Đức Phật, khi Ngài là một Bồ Tát trong hình dạng một con rắn, một số đứa bé tàn ác bắt Ngài và hành hạ Ngài đến chết. Nếu muốn, Bồ Tát có thể hủy diệt chúng với chỉ một cái nhìn, nhưng vì lòng Ngài đã thoát khỏi tư tưởng nhỏ nhất về giận dữ, đó không phải là điều Ngài làm. Thay vào đó, Ngài cầu nguyện rằng qua sự tiếp xúc, chúng đã có với Ngài bằng cách giết Ngài. Trong tương lai, chúng sẽ trở thành đệ tử của Ngài và được Ngài dẫn dắt đến giác ngộ. Sự can đảm và nhẫn nhục cương mẫu này là kết quả của sự chứng ngộ đầy đủ của Ngài về tánh không và đại bi. Sân giận là một kẻ tử thù của giải thoát, bởi vì trong một khoảnh khắc của sân giận phá hủy công đức được tích tập trong nhiều kiếp. Bởi thế, diệt trừ sân hận là một trong những mục tiêu chính yếu của một Bồ Tát. Thế nên, hăm hở giữ giới nhẫn nhục, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Như có nói, không có lỗi lầm nào lớn hơn sân hận, không có giới luật nào lớn hơn nhẫn nhục. Kiêu mạn. 51. Chớ chạy theo đối tượng của kiêu mạn, hãy nhìn vào tâm thức bám nắm. Tự phụ vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh, là tánh không bổn nhiên. Tánh không bổn nhiên không gì khác hơn là trí tuệ của sự đồng nhất căn bản. Trong sự vốn tự giải thoát của kiêu mạn, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Khi nào chúng ta có được phẩm tính đáng khâm phục nào, hiểu biết hay khéo léo đặc biệt nào, kiêu hãnh khởi lên tức thì và làm hư hỏng phẩm tính tích cực ấy. Bị tràn ngập bởi tự phụ, hòa mắc bởi vẻ đẹp, thông minh, học vấn và quyền lực của chúng ta, chúng ta hoàn toàn đuôi mù với mọi phẩm tính toàn hảo và đích thực của những bậc thầy vĩ đại. Nhưng thật ra, những người bình thường như chúng ta, lạc lõng trong mê mờ của sanh tử,
dầu đôi khi có được vài phẩm tính tốt, thì chắc chắn chúng ít hơn nhiều những lỗi lầm. Và so sánh với những đức tính vô lượng của những con người vĩ đại, những phẩm tính của chúng ta chỉ nhỏ như đốm bột. Thực ra, những đức tính chúng ta cảm thấy rất kiêu hãnh thường là những khuyết điểm giả dạng. Thế nên, bất cứ những tài năng giới hạn và không bền vững nào các bạn có, tuyệt đối không có lý do gì để kiêu hãnh về chúng. Như câu châm ngôn, cũng như nước không bao giờ tụ lại trên chót đỉnh một trái núi, giá trị chân thực không bao giờ tích tụ trên đỉnh lởm chởm của lòng kiêu mạn. Kiêu căng làm dừng sự phát triển lòng sùng mộ, trí huệ hay từ bi. Nó đóng ngăn các bạn với những ban phước của Thầy và chặn đứng mọi tiến bộ trên con đường. Thế nên, để tránh sự hiểm nguy của sự kiêu mạn, quan trọng là khảo sát chính các bạn một cách thành thật. Nếu các bạn phân tích sự kiêu căng một cách cẩn thận, các bạn sẽ thấy ra rằng nó không nội tại trong cái gì mà bạn cảm thấy tự phụ, mà được tạo ra bởi tâm bám nắm. Nếu các bạn luôn luôn miên mật ở một vị thế khiêm tốn và chữ tâm thức mình khiêm hạ, sự kiêu hãnh sẽ biến mất như sương mù buổi sáng. Một tâm thức giải thoát khỏi móng vuốt của kiêu mạn luôn luôn an trụ trong trí huệ của sự đồng nhất căn bản, bình đẳng tánh trí của Quán Thế Âm.